Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Báo Hùng Audio. Ở video lần trước thì em cũng đã lên sóng giới thiệu về cặp loa Tannoy Thunberry HE, một cặp loa vừa mới cập bến tại shop em. Mẫu loa Prestige tuyệt hay đến từ hãng Tannoy. Và lần này thì em sẽ thực hiện test nhạc cặp loa Tannoy đến từ Anh Quốc này. Và như ở video trước thì em cũng có thông báo giá của cặp loa này rồi ạ. Hiện tại cặp loa đang có giá là 81 triệu đồng, bao ship trên toàn quốc và bảo hành nguyên bản 100%. Ngày hôm nay em sẽ thực hiện phối ghép cùng trượng âm ly đèn Lossman SQ38S, trượng âm ly phiên bản Signature rất là hay, hàng tuyển chọn có đầy đủ phụ kiện và chiếc máy này còn rất rất là đẹp quý vị nhé, còn đầy đủ thùng xốp luôn ạ, một chiếc máy rất là hiếm ở trên thị trường và giá thì cực kỳ hợp lý, 51 triệu 500 nghìn đồng. Đó là mức giá để quý vị có thể sở hữu cho mình trượng âm ly Lastman SQ38S đến từ Nhật Bản. Các bác nào yêu thích và có nhu cầu liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại 0855 263 263 hoặc đến cửa hàng của em tại địa chỉ số 32 phố Vũ Phạm Hàm. Shop em luôn luôn có những mức giá ưu đãi tốt nhất để dành tặng cho quý vị. Và sau đây, xin mời quý vị cùng đeo tai nghe và thưởng thức một bản nhạc test trên cấu hình này nhá. Gian nan là kiếp ma hồng,
anh hùng qua sông với câu thề quay về thì cưới nàng. Và mấy lần xuân sang trên bến đò quân hành người hát vang, tìm trong đoàn quân nhân những anh hùng quay về từ chiến trận mà nào đâu thấy bóng. Rồi có người qua sông báo tin chàng không bao giờ còn quay về. Người anh hùng hy sinh nhưng ước thề cô đò còn khắc ghi. Người anh hùng ra đi không quay về đau lòng người bên hạ. Và từ tin đó khách rồi tới ngày đau thương khách qua đường đau lòng mà đứng nhìn hạ tên nàng bia ghi bên nấm mộ hoang tàn người tiến trinh. Vì chúng tình cho nên cố lên đường đi tìm người yêu mình. Rồi trong đời hồng nhan